Em chào các bác nhé. Em chúc sức khỏe tất cả các bác đang xem video nhé. Hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều của ngày 21 tháng 3 dương lịch. Hôm nay em làm video này ấy, là em có một cái thử nghiệm như này. Một cái thử nghiệm nhỏ nhỏ là em muốn gửi tới các bác để các bác xem video và các bác cùng em là làm cái thử nghiệm này. Thì đó, ở đây thì em có hai cái chậu. Nó đang có mầm gốc như này. Thì đây nó là cái chậu số 1, em đánh dấu là số 1. Và đây là cái chậu em đánh dấu là số 2. Thì bây giờ các bác quan sát là tình trạng mầm ở trên hai cái chậu này. Để em kiếm cái thước đã nhỉ. Để em tìm cái thước đã nhé các bác nhé. Em tìm được một cái thước học sinh rồi. Thì bây giờ em sẽ đo cái mầm này cho các bác nhé. Đây là mốc số 0 này các bác này. Mốc số 0 đây nhé. Thì em cứ đo tính từ cái đầu của cái thước này đi. Nó khoảng độ gần 5 cm. Mờ quá nhỉ. Đây các bác này, nó gần 5 cm. Thì cái mầm này, mấy cái mầm này nó còn bé hơn. Đấy, thì đây là tình trạng của cái mầm to nhất ở cái chậu bên này. Thì sang cái chậu bên này đi. Sang cái chậu bên này đi. Khó đo quá các bác. Cái chậu bên này ấy, thì khó đo lắm các bác. Thì em đo nó khoảng hơn 6 cm đấy. Thì đấy là mình đo thôi. Thì là cái thủ tục để đo thôi. Nhưng còn thực tế là bây giờ bác nhìn qua hình ảnh này. Đấy, thì cái bộ mầm bên này ấy, thì so với cái mầm ở bên này thì nó nhỏ hơn rất là nhiều. Để em nhấc xuống đã. Thì đây là cái bộ mầm của nó. Thì cái bộ mầm gốc của cái chậu bên này, chậu số 2 này, nó to hơn, nó phát triển mạnh hơn là cái chậu bên này, chậu số 1 này. Thì hôm nay em sẽ làm một công tác là em sẽ thử nghiệm một cái loại GE nữa. Thì sau đây em mời các bác theo dõi là xem cái cách thức em thử nghiệm như nào nhé. Thì đây nó lại là cái nồi nước thần thánh của em. Đấy, cái nồi em vẫn pha GE với nước rửa chén để em tưới. Thì hôm nay là công tác em là em tưới GE Nha Đam. Em tưới GE Nha Đam đây các bác này. Thì đúng ra là hôm nay em phải pha cùng cả nước vo gạo lên men. Thế nhưng mà bởi vì là cái sang năm này ấy, là em sử dụng không sử dụng phân trì nữa mà em tưới 100% bằng cái GE này. Nên là chính vì ngày nào em cũng phải lấy nước vo gạo, là ngày nào em cũng phải tưới GE. Nên là chính vì vậy là nước vo gạo nó không đủ cung cấp để cho em pha em tưới trong vườn lan của em. Thì lấy đủ thì em mới pha tưới, còn không đủ thì em lại chỉ có pha GE không mà kết hợp với nước rửa chén thôi. Thì đây là em đã pha GE và nước rửa chén đây rồi các bạn. Quên mất, thì nhân tiện đây thì em cũng nói qua vấn đề như này. Thì nhiều bác ấy là bảo em ấy là khi em chia sẻ làm công thức làm GE này này, thì em có dặn các bác là khi mình ngâm mấy bia đấy thì cái hơi bia ở trong này nó rất là nhiều. Thế này thỉnh thoảng mình phải lên 3-4 ngày mình phải lên mình lấy cái lút này ra. Đấy, là không nó lổ bình. Thì nhiều bác bảo em là nó không lổ đâu. Đấy, nhưng mà vừa rồi là em bị một quả tí vỡ mặt các bạn. Tí vỡ mặt bởi vì là em ngâm cái này là hơn tháng rồi. Và hay là em quên không lên em lới cái này. Nên là chính vậy hơi trong này rất là căng. Mà vừa rồi em vừa mới mở ra mà nó lổ. Nó lổ bắn vào tay và vào tay em này. Rát hết cả tay. May là không bắn vào mặt. Đấy các bạn. Đấy, nó lổ bình, nó không lổ bình đâu. Nhưng mà cái hơi trong nó rất nhiều. Nếu như mình không đẩy, mình mở ra là nó sẽ bắn cái lút này vào mặt của mình này. Nó lổ cái lút vào mặt này. Rất là đau. Đấy. Rồi ok, thì với cái dung dịch mà em pha như này, thì bây giờ em sẽ sử dụng cái này. Thì đây nó là GE này. GE Nha Đam với cả nước rửa chén không thôi nhá. Thì đúng ra nó phải thêm cả một công thức nữa là nước vo gạo lên men đây. Nhưng hôm nay em không có thì em tưới tạm cái này thôi. Còn lúc nào có thì em lại pha em tưới. Thì em pha sẵn như này thì em sẽ tưới
À, em sẽ tưới cái dung dịch đó vào cái chậu số 2 này nhé các bác nhé. À, bây giờ em sẽ bật máy bơm em tưới đã nhé các bác nhé. Rồi, ok, thì cái chậu này em đã tưới Grenadam kết hợp với cả nước rửa chén là em tưới cho cái chậu số 2 này rồi nhé các bác nhé. Thì còn cái chậu số 1 này là em không tưới. Thì cái chậu số 1 này cùng với tất cả các chậu lan ở trong vườn lan của em là hiện tại giờ nó đã lên mầm gốc rồi. Thì với cái chậu số 1 này và tất cả các chậu lan ở trong vườn lan của em thì em sẽ có một cái sản phẩm em pha chung. À, thì cái sản phẩm đó là cái gì? À, đây bác, đây là một cái loại GM mới mà em mới chế và đến ngày hôm nay là bắt đầu đấy, là lần đầu tiên là em sử dụng cái này để em thử nghiệm. Thì em tạm thời em gọi đây là GE tăng trưởng, đây là GE tăng trưởng nhé bác nhé. Thì em sẽ pha vào trong cái dung dịch này, dung dịch Grenadam kết hợp với nước rửa chén này, em tưới cho cái chậu số 1 và tất cả các chậu lan ở trong vườn lan của em để xem thử nghiệm là cái GE này nó có công dụng hay không. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ pha nhé. À, chỗ này thì em chỉ cho 1cc trên 1 lít nước thôi, bằng một lửa cái sản phẩm đấy, và sau đó là ngoáy đều lên thôi. Cái đấy thơm lắm các bạn, mùi rất là thơm luôn. Thì cái GE này là em mới chế ra và bây giờ là bắt đầu em thử nghiệm trên chính vườn lan của em, 100% ở trên vườn lan của em để xem là công dụng nó đến đâu. Rồi ok, thì bây giờ em sẽ lại tưới nhá. Em sẽ tưới cái chậu số 1 cho các bác xem và em tưới một số chậu lan ở trong vườn lan của em. Trước tiên em xì bớt hết cái lượng nước vừa lấy ở trong cái vòi này ra đã nhá các bác nhá. Xì cho nó hết đi nữa. Đó, lấy cái dung dịch hỗn hợp vừa lấy em pha. Rồi ok, thế như vậy là xong rồi đấy. Thì đây là chậu số 1 các bác nhá. Thì em sẽ tưới vào chậu số 1 này. Cái tiếng máy bơm nó hơi ồn một chút này, nó bắt các bác thông cảm giúp em nhé. Rồi em tưới xong rồi và bây giờ quay sang mấy cái chậu này cũng đang có mầm.
À, rồi ok, thì em tưới tạm mấy cái chậu ở gần này dễ quay thôi, à, để cho bác quan sát, bởi vì là một thời gian nữa này em sẽ cập nhật cho các bác xem. Thì mấy cái chậu này ở gần nên em tưới qua thôi. Đấy. À, đây là chậu số 2. Đây là chậu số 1. Đây thì với công tác mà em sẽ thử nghiệm như này thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn thôi, không nhiều đâu. Thì chắc là khoảng độ 1 tuần là nó sẽ có kết quả. À, thì em sẽ cập nhật cái kết quả mà em cái công việc mà em thử nghiệm cái GE mới là cái GE tăng trưởng để tưới là xem 1 tuần nữa là em sẽ cập nhật lại xem là cái độ phát triển của cái mầm ở bên chậu số 1 này và cái chậu số 2 này, xem độ phát triển của nó như nào. Rồi ok, thì các bác cùng em là đợi cái kết quả thử nghiệm này của em nhé. Rồi, em xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo. Bây giờ em sẽ tắt máy và em sẽ đi tưới cái GE hỗn hợp mới, công thức mới này kết hợp với cả cái GE tăng trưởng em tưới cho tất cả vườn lan trong vườn lan của em. Bởi vì là tất cả các chậu trong vườn của em ấy là hiện tại giờ nó đã có mầm gốc hết rồi. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.